Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Xuất hiện vùng áp thấp gần bờ đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão khi đi vào biển đông của Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đang có cơn bão Bebinca hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương, dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực phía đông Trung Quốc, không ảnh hưởng đến Việt Nam. Trên biển Đông đang tồn tại giải hội tụ nhiệt đới, rãnh áp thấp, kết hợp gió mùa Tây Nam mạnh mẽ, gây mưa cho khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. Ngày 16 tháng 9, lượng mưa phổ biến 40-80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Hình thái mưa này không ảnh hưởng lớn đến Bắc Bộ. Dự báo thời tiết Bắc Bộ trong 7 ngày tới chủ yếu ít mưa, ngày nắng gián đoạn. Riêng giai đoạn từ đêm 15 đến ngày 17 tháng 9, Bắc Bộ trong đó trọng tâm là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hải Phòng có mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10-30mm trên ngày, cục bộ có mưa to trên 50mm trên ngày. Nhận định về thiên tai từ nay đến cuối năm 2024, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ nay đến hết tháng 9 trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, khả năng tập trung vào 10 ngày cuối tháng 9 và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo, mùa mưa tại Trung Bộ có thể tập trung chính vào tháng 10-11. Mùa mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kết thúc muộn hơn bình thường, khoảng nửa cuối tháng 12. Cơ quan khí tượng cho biết, mực nước lũ ở hạ lưu sông Hồng đang xuống nhưng vẫn còn ở mức cao. Tình trạng ngập ở vùng trũng thấp ven sông sẽ giảm dần trong những ngày tới. Theo đó, thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội từ 8-10 ngày, ven sông Tích khoảng 5-7 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 2-4 ngày, sông Nhuệ từ 2-3 ngày. Ngoài đê hạ lưu sông Hồng, Thái Bình, tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, thời gian rút nước kéo dài 3-5 ngày, đối với các vùng không chủ động tiêu thoát khả năng kéo dài hơn. Trong những ngày tới, khi nước lũ xuống trên các hệ thống sông sẽ có nguy cơ gây sạt lở bờ sông, nhất là ở những nơi vừa xuất hiện đỉnh lũ cao. Bão Bebinca đổ bộ Thượng Hải, mạnh nhất 75 năm. Đây là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất trực tiếp tấn công trung tâm tài chính của Trung Quốc trong hơn 7 thập kỷ qua. Với tốc độ gió mạnh nhất lên tới 151 km/h gần tâm bão, Bebinca đã đổ bộ vào thành phố có gần 25 triệu cư dân vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng giờ địa phương theo truyền thông Trung Quốc. Đây là cơn bão mạnh nhất tấn công Thượng Hải kể từ cơn bão Gloria vào năm 1949. Trước đó, hôm 15 tháng 9, chính quyền Thượng Hải đã dừng các tuyến giao thông, triệu hồi tàu thuyền và đóng cửa các điểm du lịch bao gồm cả khu nghỉ dưỡng Disney Thượng Hải để chuẩn bị ứng phó với bão Bebinca. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin tất cả chuyến bay tại hai sân bay chính Phố Đông và Hồng Kiều của Thượng Hải bị hủy bỏ từ 20 giờ tối ngày 15 tháng 9 do ảnh hưởng của bão. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Bắc Kinh, bão Bebinca dự kiến gây ra những trận mưa như chút nước từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9. Một cuộc họp đã được tổ chức vào ngày 14 tháng 9 để xem xét và triển khai công tác kiểm soát bão lũ ở các khu vực trọng điểm. Được biết, Bebinca là cơn bão thứ 13 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Cục Khí tượng Thượng Hải đã ban hành phản ứng khẩn cấp cấp độ 1 là cấp cao nhất trong hệ thống 4 cấp độ hôm ngày 15 tháng 9. Tôi đã dự trữ nước và thực phẩm đủ dùng trong khoảng 2 ngày. He Trinh Minh, một phụ nữ sống cạnh hồ Di Xuê ở khu vực ngoại ô Linh Gang của Thượng Hải nói, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã ban hành phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt ở Thượng Hải và các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và An Huy. Bộ này cho biết thêm, mực nước của một số con sông vừa và nhỏ trong khu vực dự kiến vượt quá ngưỡng cảnh báo. Cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Thượng Hải trong những thập kỷ gần đây là Gloria năm 1949. Cơn bão này có sức gió giật 144 km/h. Gần đây nhất vào năm 2022, Thượng Hải bị đe dọa bởi cơn bão mạnh Muifa nhưng sau đó nó đổ bộ vào thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, cách Thượng Hải khoảng 300 km. Dự báo thời tiết ngày 16 tháng 9, mưa lớn bao phủ miền Trung, Nam Bộ, cảnh báo lũ quét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16 tháng 9, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ chiều tối ngày 15 tháng 9 đến chiều tối ngày 17 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm. Cục bộ có nơi trên 150mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo, đêm ngày 17 tháng 9 và ngày 18 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Cục bộ có nơi trên 90mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19 tháng 9. Dự báo mưa dông, sóng lớn trên biển. Dự báo thời tiết ngày 16 tháng 9, khu vực từ Ninh Thuận đến Cà Mau,
phía nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 m. Khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao từ 1.5-2.5 m. Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, 8. Hiện nay, mực nước triều tại khu vực ven biển phía tây của Nam Bộ đang ở mức cao, cần đề phòng mực nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 16 tháng 9 năm 2024. Thủ đô Hà Nội, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.